Là anh Không phải em làm vậy là quá bất lịch sự sao Sao em lại tìm tới gặp chị Anh Hy nữa vậy Em gặp làm cái gì Vì chị ta quá nguy hiểm Vì chuyện này không bình thường một chút nào Lý sưu Chung Sáng nay anh cũng nói dưới đi, đi gặp chị ta Thì đó là chuyện không bình thường một chút nào Sao có thể ngồi đây mà không làm gì được chứ Rốt cuộc là tại sao anh lại làm như vậy chứ Anh nói cho em hiểu đi Rồi em sẽ không làm gì hết với anh chị ấy là người vô cùng quan trọng. Anh mong chị ấy sẽ không phải chịu tổn thương, nếu có thì anh ước rằng mình có thể thay chị ấy gánh chịu tất cả tổn thương. Chỉ cần chị ấy có thể sống hạnh phúc. Để anh nói thẳng cho em nghe. Anh yêu chị ấy. Anh à, nếu em còn tìm tới đó, để cho chị ấy phải bỏ đi một lần nữa thì lúc đó biết đâu anh sẽ không bao giờ về nhà nữa. Anh phải tốn biết bao nhiêu công sức mới tìm ra được chị ấy em đừng có đi tìm anh hi nữa anh xin lỗi em hứa không làm như vậy đi nếu như em không muốn cậu ăn ngủ ở đây luôn hả ừ một mình mà không thấy sợ luôn sao đương nhiên là có sợ chứ nhưng mà chỉ cần nghĩ tới chuyện được sống cùng với một bầu trời với mọi người, vậy là mình thấy an ủi rồi. Mình sẽ cố chịu đựng tới khi nào bình tĩnh lại. Ha Jun vẫn đang chịu đựng dù còn nhỏ vậy mà. Ừ, Ha Jun rất là mạnh mẽ luôn. Ừ, Ha Jun của mình đã trưởng thành rồi. <laughs> ừ, lớn lắm rồi. Cậu về nhà đi mà. Như cậu nói đó, giờ Ha Jun vẫn đang chịu đựng rất tốt mà. Cậu cho mình thêm chút thời gian đi. Phải từ bỏ đứa con không dễ dàng chút nào. Ừm mình hiểu mà Con nhỏ xấu xa này Mình với cậu quen biết bao nhiêu năm từ hồi ở cô nhi viện Vậy mà cậu chỉ liên lạc với một mình kinh Quân thôi à Mình xin lỗi Lần sau nhớ là đừng có trốn như vậy nữa Mình biết rồi, mình hứa từ bây giờ Dù có xảy ra chuyện gì mình cũng luôn ở bên cậu Nè, im ưng hi Cậu đã thay đổi rồi nha <cười> <cười> Nhưng mà dù sao á Ly Gân Gu cũng chết chắc với mình rồi đó Rõ ràng là cậu ta biết cậu đang ở đâu Vậy mà vẫn nói dối mình à, Không phải, là mình nhờ cậu ta đó Nè, lời nói của cậu là vàng Còn lời nói của mình là đất hả? Cậu mà biết sẽ lại lập tức tìm tới chỗ mình không đúng sao? Thì đương nhiên là vậy rồi <laughs> Dù sao quá thì Trong tình huống này thì hôm nay á mình chỉ làm vậy thôi <laughs> Cậu đó Từ lần sau mà còn để chuyện này xảy ra một lần nữa Thì cậu chết chắc với mình đó, có biết chưa? Mình biết rồi Từ lần sau mình sẽ không như vậy nữa Cậu đừng có la gân gu nha <laughs> Đó là chuyện giữa mình và gân gu <laughs> <laughs> làm việc đi anh về đi anh chưa bao giờ như vậy với em hết em đã làm sai chuyện gì chứ sự chung à là... không lẽ bây giờ em phải ủng hộ anh chạy theo một người như vậy hay sao phải vậy thì em mới là em gái tốt hả anh đã nói là không phải vậy mà anh đi đi được thôi có thể đối với em chuyện này không bình thường nhưng em cũng không được xen vào đó là người anh yêu anh thật sự đã rất hối hận về chuyện lần trước Vì phải để tâm tới em và ba Mà anh phải để cho chị ấy đi Mà không nói được gì Lần này Anh sẽ không bao giờ mắc sai lầm đó nữa Anh à Anh đã nhắc rồi đó Đừng khiến cho chị ấy tổn thương Anh sẽ không tha thứ <laughs> Em không bao giờ chấp nhận Em nhất định sẽ ngăn lại. Nhất định. Chị ơi. Giờ chị mới gọi cho tôi sao? Ừ. Mung Sun vừa mới ở đây về nè. gần Gu ơi. Cảm ơn cậu vì tới tận bây giờ vẫn không nói ra. Cảm ơn cậu vì đã chờ đợi tôi Được rồi mà Cảm ơn chị vì đã gọi điện <laughs> Ờ Ừ Nhìn cái điệu cười của cậu kìa Anh đã nói đúng rồi đó Sư Trung lại tới tìm chị ấy Nữa hả Wow Đúng là một cô em gái tuyệt vời mà Anh à an ủi con bé giúp em chắc giờ con bé đang rất buồn và giận em nhiều lắm gì vậy em đang nhờ sao anh không trả lời tôi nói chuyện này với tư cách của một người anh cậu bị khùng rồi ha? đáng lẽ ra tôi không nên chỉ cho cậu giờ tôi rất là hối hận đó anh đừng có lo em tự biết cách giải quyết cậu định làm gì chứ giờ em sẽ đối diện với chuyện này Lý Gân Vũ Em sẽ không để mất chị ấy thêm lần nữa Em không thể lặp lại sai lầm nữa Cho dù bây giờ ba có biết chuyện cũng không sao Gân Vũ ạ à. Để ở bên cạnh chị ấy Bắt buộc em phải đấu tranh rất nhiều Cho nên Em thà làm người gánh chịu tổn thương Không thể để cho chị Tới bây giờ rồi Vẫn còn phải chịu đau khổ hôm nay em ăn nhiều trời nha. ừ em đã hứa là em sẽ ăn thật nhiều rồi em là con trai mà phải giữ lời hứa chứ em đã hứa với ai vậy với gì gì nào mẹ chị sao Ờ, à, mẹ của chị thì phải là cô gì đó là ai vậy có mà ôi trời ơi hai đứa cháu cưng của bạn cái gì mà ngon quá vậy dạ vì con đã hứa là sẽ ăn thật nhiều mà hứa sao với ai vậy Bà ơi, bà lấy dùm con ít nhung hôn chú cho đây Được rồi, để bà lấy, uống nha. <laughs> con về rồi đây. Cô nghỉ ngơi thích quá ha. Dạ, con xin lỗi. Yuri à, con với hai Jun vô phòng đi. Dạ. Cô theo tôi vào đây. đây là gì vậy mẹ đây là thuốc cho con trai của cô uống mẹ à giờ còn ai sắc mấy loại thuốc này nữa chứ có tôi đây tôi dẫn sắc thuốc cho nó uống đó cũng may là cái bình này có hẹn giờ cho nên cô sắc cho cẩn thận rồi cho hai vun uống cũng không biết tại sao nhưng từ tối tới giờ nó bắt đầu ăn ngon và cười thằng rồi thằng bé không như vậy với con đâu vậy nên tôi mới tạo cơ hội này cho cô đó cô phải gần gũi với nó hơn chứ đó không phải là kiểu của con cô cũng không phải kiểu người tôi thích đâu mẹ à mẹ nào lại quan tâm tới cái kiểu thích hay là không thích tôi có bắt cô cho con tôi uống thuốc không cho con trai của cô uống thuốc đó là con trai của cô cô gây ra một chuyện động trời như vậy rồi kết hôn vậy mà cô còn làm như vậy nữa hay sao con cũng đâu biết là mình sẽ sống như vậy đâu chứ cô chỉ cãi là nhanh nhất thôi Mẹ, ngày mai con còn phải đi quay nữa Con không sắc thuốc được đâu Ngày mai tôi cũng phải đi làm đó Ở nhà này không có ai được đi chơi đâu Mẹ, bây giờ mấy loại thuốc này đều có sẵn hết rồi mà mẹ Sao mẹ còn làm mấy việc này để gây khó dễ cho con nữa Sở thích của mẹ sao Đừng có nhiều lời nữa Cô có muốn làm việc gì đâu Làm cho con trai của cô mà Đã có người vừa phải giặt tả Vừa phải cầu nguyện cho hai Jun Cô không biết sao Ai chứ Ai đã cầu nguyện hả Giờ mẹ lại nhắc gì cô ta nữa hay sao Nếu tới mẹ cũng đem cô ra so sánh với cô ta Thì con không sống nổi ở nhà này nữa Con nói thật lòng đó Mẹ đừng so sánh nữa Em nói mợ đã xé cái này hả? Ừ Chắc lúc đó em buồn lắm ha Chị à, em sẽ cố gắng lớn thật nhanh Chuyện đó không phải em cứ muốn là được đâu Chị cũng muốn lớn thiệt là nhanh Nên chị đã ăn hai bát canh bánh gạo luôn Nhưng đâu có được Vì mông sinh đã nói vậy với em Rằng mẹ vẫn luôn theo dõi em Vậy nên từ bây giờ em sẽ ăn thật nhiều Và lớn thật nhanh Tới khi đó em sẽ đi gặp lại mẹ Thì ra đó là lý do em thay đổi Con làm về rồi đây giấu bức tranh đi, để bị nhìn thấy nữa là không biết dần cậu sẽ giận lắm luôn á. Em không để bị lấy mất nữa đâu. <laughs> con chào ba, cậu. Ừ, hay nè, mẹ con đâu? Đang nói chuyện trong phòng với bà. Nãy có nói chuyện với bà ở trong phòng đó ba. Vậy hả? À, ba biết rồi. mẹ con về rồi mời cậu vào nhà ờ, sao tự nhiên mẹ lại nói như vậy với con cậu đâu có phải là con trai của tôi cho nên tôi nào dám nói chuyện một cách thoải mái với cậu à, tại hôm nay con bận quá cho nên là không gọi cho mẹ được con xin lỗi mà đương nhiên là như vậy rồi chắc cậu có thời gian vui vẻ cùng với bên thông gia nhiều quá cho nên đâu còn thời gian nghĩ tới người mẹ này nữa trời ơi mẹ ơi mẹ đừng có như vậy mà con thấy đói quá mẹ làm cho con tô mì nha suốt ngày mẹ vợ con mẹ vợ con gọi nghe ngọt ngào như vậy sao lại tìm về đây để ăn mì chứ tới nhà đó mà ăn đi không thì nhờ vợ cậu nấu cho à, đồ ăn mẹ nấu lúc nào cũng ngon nhất mà con tỉnh táo lại đi không sớm thì muộn con cũng sẽ trở thành thằng ngốc suốt ngày bám váy mẹ với vợ con thôi. Mẹ dắt giả nuôi con không phải để con phục vụ bên nhà đó đâu có hiểu chưa? Dạ. Chuyện anh còn kết hôn hả? Dạ. Giờ anh ấy có vị trí trong công ty rồi, cũng không còn gì phải giấu giếm nữa. Anh ấy nên gặp một người tử tế. Ba cũng mong được như vậy đó. Có nhiều nơi gọi điện tới lắm đó ba con cũng vậy sao ôi trời ơi ba còn không nói được lời nào con có biết nó đã từ chối biết bao nhiêu lần rồi không nhưng mà nè ba nhớ lần trước á anh con có hỏi ba về chuyện nếu có con dâu nấu ăn giỏi anh con đang hẹn hò với ai thật sao không có đâu ba đừng kỳ vọng quá nhiều với lại á anh không có mắt nhìn phụ nữ đâu ba à ba mà cứ để cho anh ấy tự quyết định chuyện này á thì chắc chắn là nó sẽ dẫn về một người khiến ba ngất xỉu luôn đó Vậy thì ba phải làm sao chứ Con biết một người rất là được Con sẽ đặt bàn ăn trưa bằng tên của ba Sau đó thì con đưa anh tới Ba nhớ nói với anh ấy là Ăn trưa với ba nha Con định đưa ba ra làm mồi nhữ hả Nhất định phải lập tới nước này sao Ba Được rồi, được rồi, ba biết rồi Con đi làm về rồi hai đứa lại cãi nhau nữa hả dạ không ba cãi nhau gì chứ dù có nghĩ như thế nào á thì đây cũng không phải là chuyện đơn giản em nhất định sẽ bảo vệ anh giống như cách anh từng bảo vệ em sư chung à anh là một người rất là ấm áp vậy nên mới dễ nhầm lẫn thôi tình yêu và thương hại, đó là hai thứ đàn ông rất dễ bị nhầm lẫn mà anh đã nói là không, không phải đâu, em tin là mình đúng dù nó có là tình yêu thì cũng không thể nào xảy ra được wow. <laughs> con cảm ơn mẹ đồ mẹ nấu thật sự rất ngon. Mùi gì vậy anh? Là mì nè. Mẹ ơi, mẹ bắt con đi sắc thuốc cho vuông vậy mà chỉ nấu mì cho anh suốt chiên thôi sao? Cô nói cái gì? Là anh nhờ mẹ nấu em có muốn ăn không? Hử? Ừ. Ừ. ngon quá đi. Mẹ ơi, mẹ làm thêm cho con một tô được không vậy? Ngày mai em phải đi quay đó, không sợ mặt bị sưng lên à? Không sao đâu, dù sao thì em cũng thức cả đêm để sắc thuốc, đúng vậy không mẹ? Con điên rồi, điên rồi hả? Sao lại dám ăn mì gói rồi đi ngủ? Trời ơi, điên rồi. Chuyện quay phim thì không nói, nhưng mà nếu con để bà mẹ chồng như yêu quái đó phát hiện ra con đang có bầu là xong luôn cái gì con còn hỏi như vậy được à? Nè nếu bị phát hiện có bầu thì phải sinh con như vậy làm sao con nhận dây trang hui biên được à, không tới mức đó đâu mẹ con ăn có một tô mì thôi sao phát hiện được chứ à, giờ con phải đi quay rồi mà mặt chưa hết sưng nữa à, em cảm ơn nha bây giờ con đang massage bằng đá hôm nay sao cẩn thận. Là... Dù sao thì trong hôm nay cũng phải giải quyết biết chưa? Ai... Trước mắt hôm nay cứ để mẹ đi gặp đạo diễn giúp cho. Mọi người vẫn còn đang phân vân giữa con với Yuhi Rim cho dài trang huy bin đó. Ừ mẹ biết rồi, cẩn thận nha chưa? Ừ, nhớ chưa? <laughs> Ôi trời mệt với Yuhi Rim quá. Cô Yuhi Rim làm sao? anh kêu bằng cô hả cô gì mà cô chứ anh đừng nhắc tới cô ta trước mặt của em nữa à chắc là tại vì trang huy bin phải không ồ ừ. em rất muốn đóng vai đó anh giúp em được không à, anh đâu có quyền gì đâu chứ anh nói là anh yêu em anh làm mọi thứ cho em mà dù bất cứ chuyện gì cũng làm mà chuyện này lại không thể à, hả chuyện này thì anh không giúp được nhưng mà nếu anh được cầm máy thì anh sẽ quay em thật đẹp <laughs> em sẽ thật lung linh khi xuất hiện trên máy quay thôi đi biết là nói dối nhưng mà em vẫn thích yes. anh nói thiệt lòng mà em không biết mình đẹp thế nào sao ơ <laughs> à, thôi đủ rồi ấy yes. à. em đừng như vậy mà mình xin thêm một bé gái nha bé gái giống như em anh khùng hả bộ xin thêm nữa sao nè không lẽ chỉ có mình hai vun sao em không có đứa anh muốn có con gái giống như em để cho mọi người phải ghen tì <laughs> em phải trở thành diễn viên tài giỏi trước đã, với em thì bản thân là quan trọng nhất. Nè, đi cái này qua bên kia đi. Đây. À, dạ, à, dạ 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 còn dạ, chỉ à, nha. Anh giùm tôi mấy cái này. Nè. Trở là chút coi. Để nó ở đây là được ha. À mấy anh cẩn thận giùm tôi ở nha, không à, dạ được rồi. Cẩn thận, thận ừ, mà. đó. À, anh ơi, cho tôi coi mấy miếng giấy dán dạ, chút dạ, dạ. không vậy? Dạ Dạ đây. Ờ, dạ. Có đúng mấy mẫu hôm trước bạn dạ. với anh không vậy? Ê, à. Dạ đúng màu rồi. Hôm trước cô chọn màu số 2 nên tôi đem tới đây nè. Mấy anh ơi, à. nghỉ tài uống cái này dạ, đi. Dạ, cảm ơn cô Dạ, Mấy anh cố gắng nha. Dạ của anh đi. Dạ cảm ơn cô. Dạ của anh đi. Dạ cảm ơn cô. <cười> <cười> xin mời, xin mời của anh đi. Dạ cảm ơn cô. con có chuyện gì vui hả con hả ừ, thì à, có chứ cô đương nhiên là có rồi chuyện gì vậy con lạ quá nha <laughs> để sao đi sau này con sẽ nói cho con nghe ô ừ. hình như là chú tới rồi đó mở cửa ra coi. dạ 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 ha. con ra liền đây <cười> 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 chú ơi ừ. nhìn chú không có giống đi tìm địa điểm mở cửa hàng đâu giống như đi hẹn của họ hơn đó ôi trời con nhỏ à, dạ. Ừ, cũng đâu phải hẹn hò trước mà tự nhiên lại bắt đầu đối Vậy thì cứ làm như mình đang hẹn hò cũng được Có gì đâu Ừ chú thừa nhận nhanh ghê nha Con rất là thích <laughs> Mình đi thôi Đi đi cô Mình đi thôi Dạ dạ ừ. Cô chủ đi cẩn thận ừ. Chào con Giống ha Giống một cặp ghê á Bye 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 Cô đi đây Hì. Đi nghe. Cô ơi. À, anh đi Chú nhà của mình Hai người họ đang có tình cảm với nhau Rất là tốt luôn đó anh hi ơi Hả? Lê Gân Quốc Ôi trời ơi Giám đốc Lê Gân Quốc Hôm nay cậu dành chút thời gian gặp tôi có được hay không hả? Cô ơi thêm một tô bên này à, nha Dạ dạ à, Đặt trước <laughs> sao Chỗ chúng tôi không có dịch vụ đó Đồ Nếu muốn à? ăn thì tới đây xếp hàng lấy chỗ À, ở đâu ra cái kiểu nhờ giữ chỗ dùm chứ Trời đất Hôm nay là ngày lễ gì đây Sao <laughs> tự nhiên lại đông khách quá vậy chứ Làm nhớ SNS đó cô Nhờ cái gì Hình như là có ai đó đăng hình ảnh của quán mình lên trên mạng đó. Được Dạ <laughs> yeah, alo Chị đã gặp Chị Anh Hy rồi chứ Ôi trời. Ơi. Đương nhiên là phải gặp rồi chứ. Nếu như không nhờ ai đó đã nói dối tôi á thì làm sao tôi có thể gặp Ân Hy sớm như vậy chứ. Em cũng muốn nói cho chị liền lắm, nhưng mà em đâu có cách nào khác đâu, chị Ô, biết mà. Ôi trời, ơi. vậy là lời nói dối đó là thiện chí hay sao? Ồ. Em đã hứa với chị Anh Hy rồi, làm sao có thể nói ra được. Em không phải là người nhiều lời như vậy đâu. À Li Quân Wu à, cậu trưởng thành rồi đó, còn dám cãi lại lời của tôi nữa. À, em nào dám cãi lời của chị chứ. <cười> <cười> em xin lỗi mà, đừng có giận nha. À, trời ơi, tôi cũng đâu có muốn giận cậu đâu, cũng đâu phải là cả đời này không gặp cậu nữa. Nhưng mà tôi muốn nói cho cậu nghe nè, một khi người ta già đi á thì sẽ càng thù dai hơn, lúc mà gặp chuyện bực mình á thì cũng bực mình hơn. Giờ tôi phải làm sao đây? Bây giờ làm sao để có thể giải tỏa cơn tức này đây? Chị à, xin chị tha thứ cho em một lần thôi. Lì bu. Dạ thôi chị, vậy hay là em viết văn bản cam kết nha. Ui, cậu thiệt tình à, cái tính gian xảo của cậu càng ngày càng tài tình, tôi bỏ đi. Cảm ơn chị, để xin lỗi, hôm nay em mời chị ăn bữa trưa. Còn tới 1 mươi lần. Hiếu ăn trưa sao? Ok. Ok. bao ra đây cho ta ôi nè gì vậy làm mình giật mình à giờ này cậu tới làm gì để ngủ cùng với cậu đó môn xuân ơi kệ cậu mình không biết đâu không có cậu mình không về nhà đâu <laughs> mình sẽ ngủ ở đây rồi sáng đi làm luôn dù sao nhà cũng có cô mà dù như vậy thì cũng không được ừ, đâu cậu đừng có nói nhiều mà cũng lâu rồi mình làm vài ly nha ha <laughs> để mình chút ha à, biết bao lâu rồi ha mình thật sự rất là vui <laughs> đây cạn ly cạn mm, ngon quá ngon quá môn xuân ơi ừ? mình đã nhận được quyền quản lý chỗ này rồi á cô chủ quán nói với mình nhiều lần nhưng vì không tự tin nên mình từ chối nhưng kể từ khi gặp ha jun thì mình đã thay đổi mình sẽ giống như ha jun có một công việc đàng hoàng được rồi, đúng rồi đó, đúng rồi, cậu làm rất là tốt luôn <laughs> Mình tới đây đúng là quyết định sáng suốt Mình nâng ly vì điều đó nha <cười> <cười> ừ. Nếu như vậy á Thì cậu nói với cô chú nhà mình tới đây làm luôn đi Không biết chú kiếm ở đâu ra cái kiểu nấu canh bò hầm Mà mình không thể nào nuốt trôi nổi luôn muốn chất chìm trong đó luôn á, cậu có biết hay là không? Cậu nói cái gì? <laughs> Trời ơi, thiệt tình à <cười> <cười> lâu rồi mới thấy cậu cười tươi vậy á mình cứ nghĩ là giờ cậu sẽ phải chạy tới chỗ mình rồi khóc lóc ầm ĩ lên thật sự là mình rất biết ơn khi nhìn thấy cậu sống mạnh mẽ như vậy cậu đúng là người mẹ vô cùng kiên cường và tuyệt vời ừ. tụi mình nâng ly gì điều đó nha à, nè cậu không ăn sao à, sao được đúng, đúng rồi? không vậy để mình mở cho cậu nha ai à. nên tăng thêm số nhân viên chính thức thử đi toàn những người ăn chung một nồi cơm như vậy là sao chứ Liệu họ có thể làm việc nếu thấy bất an hay không Nếu như vậy thì vấn đề chi phí Công ty chịu lỗ một chút là được rồi À không cần không cần Tôi sẽ chịu thiệt một chút Cứ giảm lương của tôi xuống tôi đi Tôi không thể làm như vậy được chứ Ngài là chủ tịch mà Con người nên làm chủ thế giới này chứ Cứ tiền 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 Thì tất cả mọi người sẽ điên lên hết đó Bơi Ờ à, tới rồi hả Đây là bản kế hoạch con nói đợt trước nè Hai đứa không biết nhau à sao con không chào anh ta đi em chào anh ờ à, à, chào cho chào em cãi nhau hả thôi thì cứ cãi nhau cho mau lớn thêm chủ tịch ba... ta <laughs> làm quà đi mặc dù tôi không biết là chuyện gì anh tìm giùm em một nhà hàng cho buổi xem mắt đi sao vậy em đi coi mắt hả Bà coi anh ấy kìa Con gái tìm nhà hàng để xem mắt hả Nếu không phải là em thì Là chủ tịch sao Là tôi thì tốt rồi Quên vu sẽ đi coi mắt Dùng tên của tôi đặt bàn đi dụ nó tới Cậu phải hợp tác đó Ý giá dạ. Chuyện này mà lộ ra là do anh đó Anh tự biết mà làm đi Nè Em đáng sợ thật đó nha đừng có cố nói chuyện với em Em giận gân ngu mà sao lại trút lên anh chứ Dù anh biết nhưng không ngăn lại thì còn tệ hơn nữa Hay là anh không muốn anh trai của em thành công ganh tị với anh ấy hả Cho nên anh mới để yên cái chuyện mà anh gân ngu gặp gỡ người phụ nữ kỳ lạ kia Em, em nói cái gì Không phải em mới là người không muốn gân ngu bị bất cứ ai cướp mất sao Anh à Rốt cuộc thì phải kiểu người phụ nữ nào thì em mới đồng ý cho gân ngu hẹn hò đấy chứ <laughs> Em rất kỳ lạ nha em định cứ cố chấp bám lấy quên Wu vậy sao vì đó là anh của em em yêu quý anh ấy <laughs> nhưng người hẹn xem mắt lần này trước là được không thể so sánh với người phụ nữ nấu canh bò hầm đó được anh đừng có nói gì hết hay lý sô so chung này, liệu anh vu có tới không đây cô cha cung à tối nay chúng ta có hẹn ăn tối đó hẹn ăn tối dạ sao? cô nhớ dẫn theo hai vun cùng tham gia nha mẹ làm sao đây giờ ăn tối là vấn đề hay sao chứ à, trời ơi biết làm sao bây giờ tối nay chúng tôi có việc rồi thật sự rất tiếc nhưng mà chúng tôi không thể tham gia được nhờ câu chuyển lời dùm đại tiếng nha nhân vật chính mà không tới được thì tiếc quá vậy còn hai vun hai vun hả à, ủa con có tham gia bữa tối không Tụi con sẽ tham gia à, à. dạ tôi hiểu rồi lần sau cô nhớ tham gia nha dạ à chúc con ăn ngon miệng nha dạ con hãy ăn cả phần của bà luôn nữa nha đi thôi con đi cô ơi mình đi về nhà được không con thấy hơi mệt chú hoàng sung cũng sẽ tới đó nữa cả Tê gu và seo ghi con không đi thì mấy bạn đó không đi được nữa cứ ngồi cùng cô ăn một chút thôi nha dạ Ai... Còn tới đây làm gì Quang xu đâu rồi mẹ nó có việc bận nè mình không có thời gian để ngồi đây đâu mau đi trước khi con rể tới Ôi, mau đi chết mất đi mau anh không đi hả phải đi chứ chị cha cũng đó chị ấy với bác gái đi đâu đó rồi đi đâu em đâu có biết thôi em dẫn mấy đứa nhỏ đi nha sao em lại đi em lại định đưa mấy đứa nhỏ ra quảng cáo đương hả? nhiên phải vậy chứ để có thể kiếm sống thì anh phải quảng cáo mỗi khi có cơ hội nếu không thì anh sẽ nuôi em sao à... chứ... anh thấy hai yun không có được khỏe đừng đi ăn tối nữa về nhà luôn đi những người làm bộ phim tiếp theo sẽ tham dự hết đó anh dẫn theo cả tê Wu và seo ghi nữa khi có cơ hội thì mình phải cố gắng tạo ấn tượng chứ anh không có đầu óc kinh doanh gì hết nè sơ bị xúc à nè. Thiệt tình luôn á. Ai... Chắc không... Tôi bao cuốn sách vừa gọi thì ta tạm khóa. Cuốn sách vừa lòng còn <laughs> là sao? Dạ chào anh rể yêu quý. <laughs> Mẹ với chị sao anh? Em cũng không biết nữa. À, em nghe nói hôm nay có hẹn ăn tối. Em hả? Em thì đang đi ký hợp đồng. <laughs> Nhờ vô sự giúp đỡ của anh, á em sẽ bắt đầu một cuộc sống mới tốt hơn. Em cảm ơn anh nha. Dạ, 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 dạ. dạ. À, anh rể, anh rể à. Em yêu anh. Là anh rể tôi đó. Anh ấy là người cho tôi vay tiền lần này. Ừ, được. Cậu chỉ cần đóng vô đây là được rồi. Dạ. tao có khách nhiều gọi người ta tặng khóa có khách vui lòng gọi là sao À à, con rể sao? Ừ, mẹ. Hai người đang ở đâu vậy? À, à mẹ đang trên đường về nhà, cha cũng nói thấy trong người không được khỏe. Vậy sao mẹ? <laughs> con sẽ tới bữa tiệc chứ? À vậy thì con ăn tối ngon miệng nha. Nhà đây đâu phải là đường về nhà chứ. Bệnh viện phụ sản du chi. Các biên kịch đã trả tiền cho bữa này rồi cho nên mọi người cứ ăn thoải mái nha. Rồi, chúng ta cùng đăng ly vì sự thành công của bộ phim chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng chúc mừng, <laughs> chúc mừng. À, vô nơi à, trời ơi mệt chết đi được nè mau bỏ kính ra đi còn đeo như vậy người ta còn để ý hơn đó mẹ cho con miếng nước đi nè mẹ ơi con thấy sợ lắm Chưa. con còn làm nhiều chuyện hơn nữa mà sợ gì chứ từ giờ sẽ không có tin đồn gì nữa con đã kết hôn rồi mà nên chỉ cần nói là đã bàn bạc với chồng là được rồi kim Tra cung còn à, con rể xeo sao, sao lại ở đây em đang làm cái gì ở đây chị hả giờ sao mẹ rốt cuộc thì hai người đang làm gì ở chỗ này chị Hayuna Hayuna Teru Con mau vô trong gọi cô mi xúc ra Nhanh lên yeah. Hayuna Hayuna Con tỉnh lại đi Hayun Chú ơi Con chóng mặt quá Hờ Hayuna Hayun tỉnh lại đi con Hayun tỉnh lại đi con Em không sinh Kim cha cung Em đã nói là em không sinh anh muốn sinh thêm một đứa nữa để làm gì hả nè kim sa cung sao chứ